trở lại đây tuấn để nói. Kính chào các bạn hữu gần xa, và hôm nay chúng ta đã trở lại với Hexit 15. Một cái bà hứa hẹn đi xuống địa ngục. What the fuck? Rớt cái đồ rồi. Rồi, thank you nha, cảm ơn nha. Ê, đưa đây. Yeah, thoải mái. Thoải mái gì giờ, có cái đó mạnh nhất thôi. Đồ đi. Đâu, đồ đâu? Đồ gì? Quăng cái giáo ra. Đây.